Đúng rồi. Mình đi lên chỗ Linh nhà để người ta dắt đi. Thử kìa. Nữa nữa đấy cứ quay đi. Mình phải đi lên chỗ Linh nhà. Không có nào ràng đấy. Đấy là gì của? Bên như mà. Không có của, con mới chuyển con này về đây. Thì kêu con trâu nào? Trâu của con, đi đi. Con nào? Miền Tây. Bên nào? Bên mấy trâu cày nó chăn ở đây. Đi đi, con miền Tây của anh chăn đâu? Không có người ta đi, còn người ta vừa quạch phát cây kìa. Dạ đợi, cứ trôi đi, mình đi. Cứ trôi đi. Linh đi đi. Đi từ nha, tắt tắt đi xong rồi. Dũng đi á.